Xin chào quý vị, cảm ơn quý vị ủng hộ cuộc sống ở Mỹ Nebraska Thì có nhiều cái video mình nói về cái chương trình lao động định cư EB3 đó Thì có rất là nhiều quý vị muốn tham khảo và tìm hiểu về cái chi tiết chương trình này Thật sự cái chương trình này là nó có thật ha Nó bắt đầu từ năm 1990 Và những cái công ty mà bảo lãnh những người lao động định cư này á Thường là nằm ở những cái nơi lạnh Vùng ít dân cư do đó người ta khó kiếm nhân viên làm việc. Vì thế họ phải xin lên sở lao động và sở di trú để họ nhận những người mà ở những cái nước giống như châu Á là Việt Nam, Trung Quốc hay là những cái nước nào mà muốn đi lao động định cư. Thì cái chương trình này giống như mình nói là hợp pháp và có thật. Mỗi năm là Mỹ chỉ cung cấp hơn 10.000 cỡ 10.000 cái visa thôi, có nghĩa là rất là nhiều người nộp vào cái chương trình EB3 lao động định cư này, nhưng mà mỗi năm là cái số lượng chỉ được có 10.000 người được cái visa để đi làm cái diện này. Vì là số lượng có giới hạn hàng năm chỉ có 10.000 cái visa và cái số người nộp đơn vào cái chương trình này khá là nhiều. Do đó, cái thời gian từ ngày nộp đơn cho tới ngày đi lao động định cư có thể tới vài năm. Vì cái chương trình này là cái chương trình dài hạn và cái chi phí cho một người nộp đơn vào cái chương trình này để luật sư và công ty bảo lãnh mình lo là cỡ 25.000. Một gia đình chỉ cần một người nộp đơn. Và nếu mà được sở lao động đồng ý cho chứng chỉ lao động và sở di trú cho visa đi lao động định cư thì người vợ hay người chồng của cái người nộp đơn này sẽ được đi chung với cái diện là EW4 là cái diện đi theo và những người con dưới 21 tuổi chưa có gia đình cũng được đi theo cái người lao động này là cái diện IW5 thì đó là một vài cái chi tiết mình biết mình đã gặp những cái người qua đây với cái diện này ha vì cái chương trình này á, là tốn kém cỡ 25 ngàn cộng thêm thời gian chờ đợi vài năm thành thử những người nào có ý định là sinh vào cái chương trình này á, nên tìm hiểu tham khảo về những cái công ty dịch vụ hay là những cái người môi giới về cái chương trình này mặc dù cái chương trình này là có thật chương trình EBT chương trình lao động định cư này có thật nhưng mà những cái công ty dịch vụ mình phải cẩn thận thứ nhất là cái số tiền khá lớn thứ hai là thời gian rất là lâu vài năm thành thử mình phải tìm hiểu tham khảo cho rõ ha vì á, những cái công ty lãnh mình qua đây làm á, là những công ty chế biến đồ ăn từ gia cầm thịt gà thịt bò Do đó một số người hiểu lầm là khi lao động định cư bên Mỹ là là nuôi trong những cái chạy gà, chạy bò thực sự không phải. Mình làm trong những công ty chế biến đồ ăn từ thịt bò, thịt gà. Công việc rất là đơn giản mình sắt thịt gà, thịt bò. Ví dụ đùi hai cánh bỏ vào trong những cái bao người ta đóng gói và bán trong những cái thương cái siêu thị, cái chợ. Đó là công việc của mình. Thì lương là cỡ 15 đồng một giờ. Mà khi mà khi mà mình qua tới Mỹ đó là mình sẽ có thể sinh vào cái số an sinh xã hội mình đã gặp và nói chuyện với những người đã qua bên mỹ này với cái chương trình EB3 đó thì người ta đã dùng cái công ty là ja đây là cái trang web jaemployment com trên cái trang web này có rất là nhiều chi tiết bạn có thể vào và tham khảo ha và nếu có gì cứ liên lạc những cái người trong cái trang đó đặc biệt là cô thảo